Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cư dân chung cư trên đất vàng Hà Nội gần 20 năm không có ban quản trị. Bắc Ninh chấm dứt dự án bệnh viện cuộc sống mới. Long Biên có thêm chợ dân sinh quy mô hơn 1.500 mét vuông. Bình Định chấm dứt dự án khu vui chơi giải trí gần 800 tỷ đồng. Hải Phòng đấu giá khu đất làm dự án nhà ở, giá khởi điểm 941 tỷ đồng. Cư dân trung cư trên đất vàng Hà Nội gần 20 năm không có ban quản trị. Trung cư hỗn hợp Mỹ Đình, tòa nhà Sico, tòa lạc tại khu đất vàng số 2 ngõ 2, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, trước đây là công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư, nhận chuyển giao dự án này từ công ty Sông Đà 9. Tòa nhà Sico gồm 81 căn hộ, được bàn giao cho các hộ dân về ở từ năm 2005. Công ty này nhận chuyển giao dự án từ công ty Sông Đà 9. Tuy nhiên, đến nay đã gần 20 năm, chung cư này vẫn chưa có ban quản trị. Các căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, dù cư dân đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, khiến các hộ dân vô cùng bức xúc. 19 năm nay, tòa nhà xuống cấp, thang máy hỏng, chủ đầu tư bỏ rơi, không hề có ban quản trị, nên việc cải tạo, sửa chữa, không có đơn vị nào chịu trách nhiệm. Chúng tôi đơn từ gửi chủ đầu tư, ủy ban nhân dân phường và các cơ quan liên quan cũng không được giải quyết nên chúng tôi rất bức xúc. Anh Nguyễn Quang Khải, cư dân chung cư Sico nói. Bắc Ninh chấm dứt dự án bệnh viện Cuộc sống mới. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Cuộc sống mới tại phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, trên khu đất hơn 70.000 70 m2, quy mô 300 giường bệnh, do công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế công nghệ cao Hamex, nay là công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Cuộc sống mới là nhà đầu tư. Qua thanh tra Cơ quan chức năng chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án như việc dự án chậm triển khai hơn 10 năm, phải điều chỉnh tiến độ đầu tư hai lần. Đến nay, dự án đã hết thời gian điều chỉnh tiến độ. Bên cạnh đó, dự án vướng vi phạm về quy hoạch xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai nên cơ quan thanh tra kiến nghị chấm dứt dự án này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị thủ trưởng các sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Chi cục thuế khu vực Từ Sơn Yên Phong, Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn và Ủy ban nhân dân phường Tân Hồng tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra. Long Biên có thêm chợ dân sinh quy mô hơn 1.500 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thành, quận Long Biên, tỷ lệ 1 trên 500 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu CXTP3, quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 1 585 m2. Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng chợ dân sinh trên địa bàn phường Thượng Thanh và phường Đức Giang quận Long Biên Khang Trang, nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn và khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định. Bình Định chấm dứt dự án khu vui chơi giải trí gần 800 tỷ đồng. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa ký quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, nguyên nhân là do nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật. Đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Trước đó vào năm 2022, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã có quyết định chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có tổng vốn đầu tư dự án là 795,672 tỷ đồng, với tổng diện tích 30,43 ha và sẽ triển khai thực hiện trong vòng 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất cho thuê đất. Hải Phòng đấu giá khu đất làm dự án nhà ở, giá khởi điểm 941 tỷ đồng. Dự án xây dựng khu nhà ở tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng đang tìm nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn 941 tỷ đồng. Tiền đặt trước đấu giá là hơn 188 tỷ đồng. Khu đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở tại phường Vĩnh Niệm có tổng diện tích 1,65 ha. Dự án gồm các hạng mục, khu thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng, nhà ở thương mại để bán, cơ sở giáo dục mầm non và các công trình hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông nội bộ, tầng nổi và hai tầng hầm, công trình có khối đế cao 3 tầng dành cho thương mại dịch vụ, đỗ xe, sinh hoạt cộng đồng, cơ sở mầm non, khối tháp cao 24 tầng cung cấp 1211 căn nhà ở thương mại. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà ở tại phường Vĩnh Niệm sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.